Hay chà bạn ơi, nãy giờ mình ngồi đây mà chị mới làm được 2, 4, 6, 8, 9 sao, 9 sao rồi bạn ơi. Rất Mà có bốn là ít phần luôn. Hơn nửa tiếng rồi đó. Wow. Có chị biết chừng nào mà người ta ăn mốt rồi chắc cô chị phải kiếm người thêm. Chứ mình thấy kiểu này dở mà bán nhiều lên, số lượng nhiều là không biết làm trước sao. mắt thì giờ làm mình nên chữ đi À mình nên thử thách coi. thử thách mình nên coi làm sao. Bảy lúc giờ lúc lúc đầu là cũng tính bán thử thôi, à tại vì nếu được thì bán, không được thì làm công nhân tiếp, dạ chứ là đó giờ làm công nhân không à. mấy bữa nay á là chị thời gian chị bán hết sớm á là khoảng tầm 7 giờ đúng không chị? Bây giờ bây giờ Bây giờ 7 rưỡi. Thấy chị bán cũng hết sớm nhanh. Thường thường là mình mấy giờ mình ra bán ha? 4 giờ 4 giờ ra bán rồi. 4, 5, 6, 7, có 3 tháng bán như có 3 tiếng nè. Thường thường mấy chị em khác em thấy bán như tới 8, 9 giờ. 9 giờ là dữ rồi, không có nghỉ. Tại tại vì vì cũng dám làm nhiều à, chứ còn còn với em nhiều. làm Chị nhiều cũng ráng tăng lên xíu chị, tăng lên từ 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 từ, càng ngày từ từ mình từ đi lên đó, càng ngày mình đi lên thì nó sẽ này số lượng đi lên, nó kiếm được tiền nè, khá khá hơn xíu. Đây. Hôm nay mới dám tăng lên được 5 kg rồi bạn ơi. Bò tăng lên được 5 kg. tại vì hôm nay có ông chồng nữa mà cũng À ông phụ gao chồng gác này kia, mình làm rồi này không giờ vẫn về rồi, nãy mình thấy đi cho giờ coi ba coi cô. xe rồi, coi xe thay bánh, tại vì bánh nhỏ đẩy không. Chị nãy nha, ông không nói gì hết mà chị cũng biết ông đi coi bánh luôn ha. Tại Coi bánh vì xe kêu nãy kêu đi qua coi chiếc xe của chú Tướng làm chưa, kêu đẩy cái bé. À, hôm nay em thấy chị từ lúc mà chị được quay lên YouTube á, chị nhận được rất là nhiều quà. Em coi những cái kênh khác rồi á, thì cái cảm nhận của chị á sau khi mà nhận quà chị cảm thấy sao chị? Lúc đầu thì mình cũng không có nghĩ là có nhiều người mạnh thường quân có thể giúp đỡ cho em khó khăn này, mà khi mà em nhận được cái món quà này từ những người đó thì em thấy em rất là vui luôn, như là em có thể tự tin lên một chút xíu, tại vì nếu mà mình làm á mà mình gầu lo những cái chuyện buồn bã này kia đó là cũng như mình không có tinh thần mình mua bán nữa, cho nên là nhờ những người đó giúp cho em á làm em lấy ra được cái tinh thần, có thể em tiếp tục mua bán với lại những người mà đồng quân đó giúp đỡ cho em vốn bán nè, cho tiền mua 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 bàn, mua ghế, mua chén, mua dĩa nữa, mà đặt rồi mà chắc có thể chút xíu nó chắc chiều ra đem lại. Cái chỗ của chị bán bây giờ nó ổn chưa hay là Cái chỗ đó thì nếu bán thì chắc cũng còn khoảng được 2 tháng nữa, được 2 tháng chứ nữa? tại vì nghe nói người ta lấy lại cái căn nhà. Chà, lấy lại các nhà rồi chị có dự định bán chỗ nào Thì có nhiều người kêu đi ra ngoài đường, ngay đường Hộp Lãm đó, à? đường lớn bán mà cũng chưa có chỗ nữa. Mình có thể là mình đi dạo vòng vòng đó, mình coi coi chỗ nào được. Tại vì mình ở ngoài đường á người ta sẽ tới, nhưng mà có điều là cũng hơi phức tạp một xíu á, tại vì bây giờ mấy anh đô thị đi cũng rất là nhiều á. Thấy chị thứ hai ba cũng tội nghiệp, Ừ. cũng chị em với nhau, Mà bắt lên bắt xuống đó chị. ta cũng đi mua bán bình thường chứ đâu có phải làm những cái chuyện bậy bạ trái pháp đâu. Dạ em thấy em coi cái cảnh mà thấy bà đẩy xe cá viên chuyên bà chạy Tội nghiệp mà dân phòng dí theo. Cũng lên thấy phạt rồi á, nhưng mà chị với ba nói là chị không có bỏ, bán tới cùng phạt thì tính tiếp. Thì chị thấy đẩy một chiếc xe đó cũng mệt cực chứ lắm. bây giờ nhiều người yêu mến mình, thích cái món ăn đó của mình mà mình bỏ, người ta thương mình, đến ủng hộ mình, người ta mình bỏ được. Dạ
À, qua đây chị có muốn nhắn gửi gì với những cô bác mà đã ủng hộ mình, gửi quà cho mình không chị? Em cũng cảm ơn những mạnh thường quân với lại những anh chị YouTube và những anh chị cộng đồng mạng gần đây đã giúp đỡ em để cho em có thể em mua bán càng ngày phát triển hơn. Và em cũng mong mọi người đến ủng hộ em. Và chỗ địa chỉ em bán là đường Hồ Học Lãm, khu dân cư 55, Bình Tân. Mọi người có thể đến ủng hộ em để cho em có công việc làm hàng ngày như bây giờ. Bây giờ trước tiên của chị là phải kiếm một cái địa điểm cố định đi nè. Tại vì chỉ còn 2 tháng nữa là chỗ đó lấy là nó cất nhà rồi. Cũng như em thấy chị với hai bé ba mà đi bán ngoài công viên kiểu đó đó, chị thấy khi mà cái cảnh mà chị với hai bé ba mà chạy như vậy đó, chị trong lòng chị thấy sao? Lúc đầu cũng nghĩ gì đó, cũng có nhiều người kêu ra ngoài đường chỗ hộp lãm bán. Nhưng mà nghĩ trời bán rồi, giống như ví dụ mình bán mình đẩy chiếc xe không đi thì mình bán khách mang đi á thì cũng được. Thấy dù mình thấy vô thị đô thị mình đẩy mình chạy. Còn cái này mình ví dụ mình bán khách ngồi ăn luôn. Có bàn có ghế nữa. Rồi lỡ có một mình nên nữa. Rồi lỡ đô thị nó hốt bàn ghế tiền đâu mua. Đó. Thì chị thấy chị với hai với ba chạy kiểu này mình cũng không, đang run sợ. Không thấy mấy chị đó cũng thương lắm. Thấy cũng chị em chúng mình. Nhưng mà thấy cũng như mình thấy mình cũng sót, tại vì trong khi đó mình đó là đồng MCBT nhưng mà mình làm việc mình đâu có phải như trái pháp đâu. Dù mà mua bán thì cũng có gì đâu. Chị bây giờ trong lòng chị cảm thấy dụ như mình mà đi bán như vậy mà thấy chị nghĩ tới chị với hai bé ba chắc là mình cũng sợ. Sợ sao đẩy chạy được. Nó có tủ thì khó đẩy nữa đó. Dạ có cái tủ to nữa, đẩy đồ nhiều nữa, tình luôn đó. Mà nói chứ giờ cái tủ đó của chị Tây Thi tặng, cô ba tặng. Mà cái tủ đó dù mà có bán thì kiếm chỗ nào á ổn định em bán. Chứ mà bán mà chạy như chị với hai ba chắc cái tủ đó banh chứ, trời món quà quý của em. Đấy. Giờ vấn đề của chị là phải kiếm chỗ nha, trong vòng 2 tháng giờ cứ bán chỗ giờ đó. Cũng phải đi dò để bán, nhưng mà cứ rảnh thì kêu chồng nó đi dò chỗ đó ngoài đường đó đó. Chứ cũng đâu thời gian gì. Thì dù như em biết là chị với hai với ba cũng đang theo dõi chị đó, tại vì lúc trước em cũng có hỏi biết chị Nam Thi không. Rồi nó có biết thì qua đây chị có muốn lời nhắn nhủ gì với chị Nam Thi để mà chị Nam Thi có động lực để bán tiếp không chị? Với hai ba hả? Thì cũng nhắn nhủ đến hai chị thì mình cũng tâm, nếu mà mình mua bán á thì mình làm việc đúng lương tâm mình, với lại mà mình bán việc lương thiện, mình đâu có cần phải như là mình sợ hay mình ví dụ người ta không cho mình bán, nhưng mà có nhiều người ủng hộ mình, yêu thương chị em mình thì mình cũng tiếp tục công việc này đi. Tại vì những người đó người ta không hiểu mình, người ta thấy mình, ví dụ những cái nội CBT ta nói nhìn người đó ta nói này kia nọ hay là trộm cắp hay là này kia, nhưng thật ra người ta nghĩ sai về mình. Tại chị em mình là chỉ những người là mua bán thôi, chứ không phải là những người mà cộng đồng LGBT xấu. Tại vì nói chung nó không phải là bao gồm, nhưng là cộng đồng LGBT thì cũng có người tốt có người xấu. Nó cho nên những người đó người ta nhìn nhận mình là người ta chỉ biết mình là người xấu thôi, người ta không có biết được cái bên trong của mình là như thế nào. Thì em cũng mong hai chị thì cũng vui vẻ lên đi, đừng có buồn. Cũng sẽ một ngày gần nhất hai vợ chồng em sẽ qua bên hai chị đến thăm hai chị và chia sẻ với hai chị những cái ngày mà bị người ta gượt đó, người ta không cho bán. Cảm ơn. Thì qua đây thì em cũng nhắn gửi ví dụ như là mấy anh mà đô thị mà có gặp mấy chị mà bán thì cũng nương tay nhẹ giùm cho mấy chị để mấy chị bán, tại vì mấy chị không có cái chỗ nào để mình bán hết. Bây giờ thì giống như thì em cũng xin nói luôn là
những người con trai hay là những người con gái thì có thể họ mua bán không được, thì họ có thể là kiếm những công ty họ đi làm. Nhưng còn những người LGBT với những người chuyển giới như tụi em thì đi làm công ty thì họ không bao giờ họ chấp nhận họ cho vào làm. Tại vì cái công ty thì nó cũng có quy luật của công ty, ví dụ là nam thì vô làm là phải tóc ngắn này kia, còn nữ cũng là phải nữ, cho nên nó là em cũng mong rằng mọi người đến ủng hộ mấy chị em của em để cho mấy chị em của em có công việc làm hàng ngày. Rồi khi mà nhắc tới đây thì cũng thấy là xúc động, cho nên là hy vọng là mấy anh dân phòng dân quân hay là những anh phường rồi đó nhẹ tay với mấy chị lại để mấy chị còn kiếm sống miếng cơm sống qua ngày nữa. Chị hai bé ba như là cha mẹ của chị bé hai bé ba đó cũng đang bị té đó, cho nên là cũng đang nằm ở nhà không à. Nhưng cha cha mẹ cha hay gì, tại vì bữa em hôm qua em nghe anh Sài Gòn Daily á nói là cha của chị bị té, là giống như chở đồ ra bán trời mưa đó, té như là bị lá mắt cá đó anh. Mà em cũng nghe anh nói vậy, em cũng nói chung là chị em thì chung là em cũng nghe tin thì em cũng, tại vì bây giờ em cũng mới bán, em cũng không có giống như là em cũng không có thời gian để đi qua bên thăm mấy chị nữa. Dạ thì hẹn chị em ở ba trong một ngày mà gần nhất. Dạ. Có gì hai vợ chồng của chị sẽ qua thăm. Rồi như vậy chị Nam Thi cũng có vài lời nhắn nhủ với Việt Kiều, cô bác hải ngoại và chị bé hai bé ba như thế. Em xin cảm ơn mọi người nha. Dạ em chào mọi người.